Click ngay tốt.com, xem phong thủy ngày 25 tháng 6 năm 2018. Tam Bích Đồng Cung ở hướng Tây, mang theo điểm báo thị phi, tranh chấp. Khi xử lý công việc, bản mệnh cần lý trí và bình tĩnh mới tránh khỏi sai lầm không đáng có. Để thuận tiện hơn cho việc theo dõi luận đoán phong thủy hung cát hàng ngày, các bạn tra cứu và ghi nhớ mệnh phi tinh của mình theo bảng bên dưới cuối bài. Trong ngày thứ hai đầu tuần, nhất bạch đồng vị ở trung cung, báo hiệu đào hoa phơi phới, lợi cho người độc thân mở rộng quan hệ, tìm kiếm bạn đời lý tưởng cho mình. Công việc trong ngày diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh có thể phải gánh chịu không ít điều tiếng thị phi do có kẻ ghen ăn tức ở. Nên học cách bơ đi mà sống, tập trung làm tốt việc của mình là được. Để thúc đẩy tinh thần làm việc cũng như sự tập trung cao độ, người mệnh nhất bạch có thể đặt quả cầu phong thủy trên bàn làm việc hoặc ở phòng khách trong ngày hôm nay. Khác với phong thủy ngày 24 tháng 6 năm 2018, hôm nay người mệnh nhị hắc có vận phát tài nhỏ. Người kinh doanh, buôn bán có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh. Xem tình duyên cho mệnh nhị hắc thấy dấu hiệu bất ổn trong gia đình. Vợ chồng mâu thuẫn, cha mẹ con cái bất hòa, không khí gia đình trầm lắng bất thường. Để hóa giải những bất hòa, mâu thuẫn trong gia đình, bản mệnh nên đặt tượng rùa phong thủy tại hướng Tây Bắc của ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa sát rất tốt mà lại giúp chiêu tài vượng lộc. Xem phong thủy ngày 25 tháng 6 năm 2018, Tam Bích Đồng Cung ở hướng Tây, mang theo điểm báo thị phi, tranh chấp. Khi xử lý công việc, bản mệnh cần lý trí và bình tĩnh mới tránh khỏi sai lầm không đáng có. Trong ngày tài vận ở mức bình ổn, chi tiêu cân đối và khoa học không lo túng thiếu. Có điều, bản mệnh chú ý cất giữ đồ đạc quý giá, tiền bạc cẩn thận, tránh bị trộm cướp, nhằm thúc vượng vận khí, giúp công việc, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tiền bạc dồi dào. Người mệnh Tam Bích nên đặt biểu tượng thuyền buồm tài lộc trong phòng khách hoặc nơi làm việc. Xem phong thủy hàng ngày, tứ lục bay vào hướng Đông Bắc và đồng cung với chính nó. Điều này báo hiệu sự hanh thông, thuận lợi cho học hành, thi cử hay triển khai công việc. Theo đó, bản mệnh mạnh dạn tiến hành dự định, kế hoạch quan trọng, tỷ lệ thành công cao. Có điều, chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng ôm đồm quá nhiều việc đến mức sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Bày hồ lô đồng trong phòng ngủ có tác dụng cải thiện thể trạng cũng như vận khí của gia chủ. Người mệnh tứ lục nên cân nhắc để đặt vật phẩm phong thủy này trong nhà càng sớm càng tốt. Xem phong thủy ngày 25 tháng 6 năm 2018, ngũ hoàng đồng cung với chính nó ở phương Nam, hung tính phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe và công việc của bạn. Làm gì cũng nên thận trọng và tỉnh táo mới tránh được sai sót. Về sức khỏe, bản mệnh chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề phòng tình trạng ngộ độc thực phẩm, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Bạn có biết, hướng giường ngủ quyết định may rủi của chủ nhà. Nếu thấy sức khỏe đi xuống hoặc liên tiếp gặp vận xui, bạn nên xem xét lại việc kê giường. Xem phong thủy hôm nay. Người mệnh lục bạch có thể đạt thành công lớn trong công việc nhờ vào chính sự thông minh và khéo léo của mình. Rất có thể bạn sẽ ký kết được hợp đồng giá trị, bỏ túi không ít hoa hồng. Tài lộc ngày càng khởi vượng. Người kinh doanh mua may bán đắt, mạnh dạn mở rộng quy mô làm ăn sẽ có ngày hưởng lợi ích lớn. Trong ngày, khi tiến hành những việc quan trọng, bản mệnh nên ưu tiên mặc trang phục hay đeo các loại trang sức, phụ kiện màu trắng hoặc vàng. Cách làm đơn giản này góp phần thúc vượng vận khí, giúp bạn gặp nhiều may mắn hơn, công việc thuận buồm xuôi gió. Trong ngày thứ hai này, người mệnh thất xích cần đề phòng té ngã. Tai nạn bất ngờ hoặc hỏa tai xảy ra ngay tại nơi sinh sống hoặc làm việc. Công việc đang trôi chảy bỗng nhiên trì trệ vì những điều tiếng thị phi do kẻ tiểu nhân hãm hại.
kẻ xấu trong bóng tối, bạn ngoài ánh sáng, thế nên hành sự hết sức thận trọng. Tài lộc có dấu hiệu ngừng trệ hoặc giảm sút. Đôi khi trong cuộc sống thường nhật có 18 thói quen phá tài, đuổi thần tài đi mất mà không biết. Nên tìm hiểu và tránh xa ngay khi có thể thì tài lộc mới sớm tăng tiến. Xem phong thủy ngày 25 tháng 6 năm 2018, người mệnh bát bạch cần dành nhiều thời gian chăm sóc cho người thân trong gia đình hơn nữa, nhất là trẻ nhỏ. Phương diện tài lộc bình ổn, không có biến động lớn. Tâm lý trẻ biến đổi không ngừng, nên được phụ huynh thường xuyên động viên, an ủi để trẻ cảm thấy được sẻ chia và tự tin hơn trong cuộc sống. Nhìn chung công việc trong ngày diễn ra khá suôn sẻ. Có điều, tinh thần làm việc của bạn đang có dấu hiệu chứng lại. Có thể là vì công việc lặp đi lặp lại không có sự đổi mới nên khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Thay vì than thở, hay tìm cách để thay đổi chính mình, bạn sẽ sớm lấy lại tinh thần làm việc hiệu. Quả, hôm nay, người mệnh cửu tử đón tin vui về chuyện học hành, thi cử hay công việc. Có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Bản mệnh cần chủ động mở rộng các mối quan hệ để thúc đẩy thành công đến với mình sớm hơn nữa. Khả năng cao trong gia đình bản mệnh có hỷ sự như chuyện cưới xin, tổ chức tiệc tùng, tin vui về sinh con đẻ cái nhằm duy trì trường khí phong thủy hanh thông, người mệnh cửu tử nên trưng tượng Phật Di Lặc trong nhà. Đặt tượng Phật Di Lặc chuẩn phong thủy để rước tài lộc đón niềm vui. Bảng tra cung mệnh phi tinh cho các tuổi, năm sao nam nữ 1936 nhất bạch ngũ hoàng 1937 cửu tử lục bạch 1938 bát bạch thất xích 1939 thất xích bát bạch 1940 lục bạch cửu tử 1941 ngũ hoàng nhất bạch 1942 tứ lục nhị hắc 1943 tam vích 1944 nhị hắc tứ lục 1945 nhất bạch ngũ hoàng 1946 cửu tử lục bạch 1947 bát bạch thất xích 1948 thất xích bát bạch 1949 lục bạch cửu tử 1950 ngũ hoàng nhất bạch 1951 tứ lục nhị hắc 1952 tam vích 1953 nhị hắc tứ lục 1954 nhất bạch ngũ hoàng 1955 cửu tử lục bạch 1956 bát bạch thất xích 1957 thất xích bát bạch 1958 lục bạch cửu tử 1959 ngũ hoàng nhất bạch 1960 tứ lục nhị hắc 1961 tam vích 1962 nhị hắc tứ lục 1963 nhất bạch ngũ hoàng 1964 cửu tử lục bạch 1965 bát bạch thất xích 1966 thất xích bát bạch 1967 lục bạch cửu tử 1968 ngũ hoàng nhất bạch 1969 tứ lục nhị hắc 1970 tam vích 1971 nhị hắc tứ lục 1972 nhất bạch ngũ hoàng 1973 cửu tử lục bạch 1974 bát bạch thất xích 1975 thất xích bát bạch 1976 lục bạch cửu tử 1977 ngũ hoàng nhất bạch 1978 tứ lục nhị hắc 1979 tam vích 1980 nhị hắc tứ lục 1981 nhất bạch ngũ hoàng 1982 cửu tử lục bạch 1983 bát bạch thất xích 1984 thất xích bát bạch 1985 lục bạch cửu tử 1986 ngũ hoàng nhất bạch 1987 tứ lục nhị hắc 1988 tam vích 1989 nhị hắc tứ lục 1990 nhất bạch ngũ hoàng 1991 cửu tử lục bạch 1992 bát bạch thất xích 1993 thất xích bát bạch 1994 lục bạch cửu tử 1995 ngũ hoàng nhất bạch 1996 tứ lục nhị hắc 1997 tam vích 1998 nhị hắc tứ lục 1999 nhất bạch ngũ hoàng 2000 cửu tử lục bạch 2001 bát bạch thất xích 2002 thất xích bát bạch 2003 lục bạch cửu tử 2004 ngũ hoàng nhất bạch 2005 tứ lục nhị hắc 2006 tam vích 2007 nhị hắc tứ lục 2008 nhất bạch ngũ hoàng 2009 cửu tử lục bạch 2010 bát bạch thất xích 2011 thất xích bát bạch 2012 lục bạch cửu tử 2013 ngũ hoàng nhất bạch 2014 tứ lục nhị hắc 2015 tam vích 2016 nhị hắc tứ lục 2017 nhất bạch ngũ hoàng 2018 cửu tử lục bạch 2000